Nấu gì vậy em? Hả? Muốn nấu món gì vậy em? Món gì anh biết chưa? Chưa, nổ đi. Thịt bò xào. Bún bò xào hả em? Bún bò xào. Quá hấp dẫn luôn. Ủa bò này đồ phải bò gì em? Bữa mua bò gì em? Có thôi. Kít kít thôi. Còn không miếng luôn. Bò có miếng một. Cái miếng này nó cũng mắc. Này bữa mua nhiêu ký? 18 đồng. Dám giận anh dám. Món này đâu phải Việt Nam, món này Thái Lan hả? Ví dụ cũng là cũng thế là hơi nước nhiều lắm. Nóng. Cái cây sẻng này thịt nó thơm hay bỏ thịt cái dĩa thịt bò của chị luôn.
Để đánh bún mình chứ. Mở nắp lên chọc nó dở muỗng tinh trắng rồi, rồi. Cái phần đó chọc một chút thế còn xanh nữa là nó chọc nó không chọc chọc đi. Chọc một chút để tiếp luôn. Rồi bữa nay nhà mình ăn bún thịt xào tôm. Rồi mời các bạn thưởng thức bún thịt xào tôm.